Cô ấy là một người của Obi, có vẻ như
buổi học sẽ kết thúc tại đây. Ai đã phát minh ra thỏi keo này? Nó không có chỗ nào hữu ích hết. Mình đã dính vào tay thay vì dính vào giấy. Christy sẽ giúp người bạn của mình. Cầm lấy keo giảm căng thẳng này đi nè. Cắt xốp. Dán nó thành hai hình trụ kích thước khác nhau. Cho một thỏi keo vào miếng xốp. Đừng lo lắng, cầm lấy cái gọt bút chì giảm căng thẳng này đi. Vẽ theo đường gọt bút trên vẽ acrylic. Đặt quần áo. Khuấy. Với nhiều màu khác nhau. Để chúng vào trong hộp thành từng lớp. Để nếp hộp có gọt bút lên trên. Để sử dụng gọt bút căng thẳng này, hãy làm theo hướng dẫn. Mở lớp, lấy xi-lan ra, làm gọt lớp. Để xi-lan vào hộp. Tuyệt vời, vỏ bào bút chì thật là một ý tưởng sáng tạo để nhồi vào xi-lan. Christy hoàn toàn quên mất căng thẳng. Đó có phải là một trận đánh nhau không? Những học sinh không thể dùng bút đánh dấu. Cô Smith, người hoa giải, đang đến để trợ giúp. Đây chính là bút đánh dấu giảm căng thẳng có thể làm sao nhãn tất cả mọi người lên đầu. Cái bút này có ma lực thôi miên. Các bạn học sinh quên hết về trận đánh nhau ngay lập tức. Và họ dễ dàng chia sẻ bút đánh dấu với nhau. Buổi học thú vị đến nỗi mà Jean đã ngủ gật đến 3 lần. Các bạn nữ sẽ chăm sóc anh ấy ngay. Meg có một quyển vở phù thủy. Một quyển vở êm ái sẽ bảo vệ đầu của Jean khỏi bị thương. Đặt hình vẽ mặt con kỳ lân bên dưới một nửa tấm nhựa. Đặt dưới đầu của Jean con kỳ lân êm ái này. Hãy mơ những giấc mơ đẹp. Bọn mình sẽ gọi cậu dậy khi buổi học kết thúc. Tin lo lắng đến nỗi mà anh ấy gặm mất vài cái bút. Để ý cái răng của cậu đi. Cầm lấy cây bút thần kỳ có thể giảm căng thẳng này nè. Cắt che buộc tóc xoắn một cái nắp. Phần móng tay trong sơn trang trí bằng những dải giấy foam. Thêm hình dáng vào. Thẳng trên
Đây 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 đây. Có ngủ trong một quyển vở êm ái hay giấu những các gạch giấy bên trong quả cầu thang?